Hello nhà, hôm nay Thiện đi câu cá tra tiếp cả nhà. Vừa sảy hai em Hugo à, cũng bự lắm cả nhà, cầm lên nặng lắm mà nó dễ sảy cả nhà. Cái con nó ký mấy 2 kg bình thường nha cả nhà. Trong đồng hồ còn tháp nha cả nhà. Địa điểm cũng nhiều tại chơi câu cá lại đây cả nhà. Chưa ai lên Hugo bự. Năm rồi thì có chúng lên hai con 14 kg, trên 14 kg, còn 7 kg mấy, còn 7 kg cả nhà. Bữa Thiện cũng làm hết 2 con, một cái nhỏ cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh theo dõi những clip sau Thiện ra, Thiện quay cho cả nhà xem nha. Bên cá cả nhà ơi, nó lôi một cái ben cần đứng đôi dướng lục bình. Trời ơi, cá này chừng nửa ký vậy cả nhà. Trời ơi, nó lôi ben cái cần thủng đông cá 3-4 kg không cả nhà. Trời ơi, hên xè. Đó, giật bình luôn cả nhà, thưởng đâu dính bột bình rồi cả nhà. Đó, Thiện gỡ cả nhà, thằng dính nó Thiện quay. Bữa nay đi Thiện đi có một mình nè. Nhà Thiện mới để găng câu vậy đó cả nhà. Con cá kia lòi xuống dưới kia, xuống cái cục mái rồi xuống hai bực luôn cả nhà, mà đóng hụt con cá luôn cả nhà. Cái sao cái lên được con cá này nửa kilo biết được không nữa cả nhà. Này chắc đựng gần mấy, chắc nửa ký quá cả nhà, nửa ký 6 lạng á nghe cả nhà. Đó, có nhớt rồi, không mớm nghe cả nhà. Mừng quá, tưởng đâu dính nãy con cá kia nó ngon cả nhà, cá kia chắc bự cả nhà. Ở lôi cây cần của Thiện xuống dưới kia bực 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 luôn, lôi xuống 3 cái bực luôn cả nhà. Thiện trên đây ngồi, Thiện ngồi trên đây nè, Thiện nhảy xuống cái lật cái giò, lật xơ mi cái giò luôn. Đó cả nhà. Đó, có nào anh em thích nào giao lưu thì bình luận cho Thiện biết nha. Thiện dắt anh em đi giao lưu một bữa câu thử rồi coi mồi của anh em thế nào, rồi mồi của Thiện thế nào nha cả nhà. Mừng hết lớn hết mớm rồi cả nhà ơi. Dài cả nhà, mấy tay đi xịt cả nhà. Hơn bô bo nữa, sống như đóng ậm ậm luôn cả nhà. Ở đây đâu có năm xuồng đi xịt cả nhà, 5 cái vỏ lãi vậy đó cả nhà. Anh đi xịt từ sáng đến chiều đó, chỉ có khi quýnh từ chiều đến tối, có khi quýnh tới sáng luôn. Cá là nó ăn, giờ nó hết ăn cả nhà. Ghe chạy quá, động quá. Thiện treo cá vậy, cái xíu Thiện chạy về cả nhà. Có gì tối Thiện câu tiếp. Cả nhà. Cá còn sống luôn. Dính nãy dính bên mép bên mắt rồi cả nhà. Cá đang ăn xuồng chạy giết mía nhát luôn cả nhà. Đó cả nhà. Cá đang ăn luôn, chuồn tới cái cá nhát luôn cả nhà. Giữ rồi kìa, trời giữ rồi. Ngồi sương sương thôi, câu chừng nguyên một buổi chiều ha. Cả nhà thấy bèo vừa phải 10 cái. Đi xịt cá rồi cả nhà. Mới lên cái chê nữa cả nhà ơi. Quá, wow, cái chê bự. Trời ơi trời, nó dài 2 gang mấy á. Cái này chắc ký mấy á, 2 kg á. Thấy gút quá trời, nó gút luôn mà. Thì ra là cái chê nha cả nhà, hiện lên được cái chê rồi, mừng hết lớn. Bự ghê luôn trời, công đọt luôn. Bự quy quá, nó bự mà nó dài nữa. Mà hơi ốm. Ôi ơi, gần 3 gang luôn cả nhà. 1 gang, 2 gang, 3 gang. Cái đầu 5 ngón tay.
Đó là chắc 2 ký cả nhà, nặng lắm cả nhà. Chà mà dính thủy quái cá chê. Sớm giờ đăng cái clip ta quăng câu đó cho cần á. Cá mới bên cây đen cả nhà. Cá nó mới bên cây này nè. Trời chà bá nữa luôn. Bự hơn con hôm qua không ta? Hôm kia chứ. Nhỏ hơn. Coi chừng cái thằng câu cá nó ăn rồi quê ơi, nó tê giấy cho người quê ơi. Đừng rút gớt cần cựng con. Cá cóc. Lên đây ngồi nè Quy. Anh xích đây nè con. Mày Vinh. Người cóc. Cóc này được không mấy cóc hồi nãy. Trời ơi mới nhắc anh chốt lên tới. Hôm qua câu máy mà giật làm sao mà dính. Trên lưng nó với mang nó không à. Cóc nữa. Cá cha mà dính cái mày Vinh luôn cả nhà ơi. Con cá này có bàn tay vậy đó. Đúng không Quy? Đúng rồi. Con này là đúng béo luôn, trời nó lôi đẹp ghê, trời nó lôi bên cần luôn. Để vậy luôn. Để vậy. Đó, bự ghê luôn. Lâu lắm rồi mới thấy cá bự vậy đó. Năm ngón tay với ít gì anh Quy? Cá tiền không. Đấy. Vô xe khủng rồi.